Rồi quý vị ơi, hôm nay thứ mấy quên rồi quý vị ơi, hôm nay tôi mới nhớ ngày tháng gì chứ. Bữa nay là cái combo này 136 nha quý vị. Hai cây trang sen 350 bao phí ship toàn quốc ha. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển tiền trước ha. Đầu tiên là một cái lon bò cụng nha quý vị. Đó, rồi bây giờ coi cái tỷ lệ nè. À, cái cây này nó giót ngọn luôn nha quý vị. Nó giót ngọn luôn ha. Nè, khói luôn ha quý vị ha, lùng lực luôn ha. Cái này là chia sẻ nha quý vị, chứ tôi không có lời được đồng nào hết trơn luôn á nha. Bán cây 200 tôi còn lời được mấy chục ngàn, 20 ngàn nha. Còn bán cặp mà 350 rồi coi như chất quốc luôn rồi đó. Nè, cây này nó một cục luôn rồi nha quý vị. Quý vị thấy khói không nè. Đó, cành nhánh nó phân chia ra đều hết trơn, có cốt bự bự hết trơn rồi nè nha. Đó, quay mặt sau luôn cho quý vị coi nè. Đó, mặt sau luôn nè ha, một khối luôn nha quý vị, khối đặc luôn ha. Rồi cái này cưới có 3 cặp thôi nha quý vị. 4 cặp mà bán hết 1 cặp hôm qua rồi. Rồi vậy ha, đây nè. Rồi mặt này luôn đi cho nó tiện nha. Rồi vậy nha, một cặp 350 nha. Anh chị em nào mua vui lòng chuyển tiền chiếc ha. Cái này trang sen nha, bông đỏ chót luôn nha quý vị, bông của nó nè. Bông của nó đã chân sen đó. Rồi xuống luôn nha quý vị.